hai chú gấu tham ăn. Trong một khu rừng nọ có gia đình gấu. Vì gấu cha đi làm vắng nên hai chú gấu con sống cùng với gấu mẹ. Một buổi sáng, gấu mẹ đi vắng, hai anh em thấy mẹ để lại tờ giấy nhắn. Má đi chợ, hai con chia nhau ăn ổ bánh mì trong bếp nha. Gấu em nghe thấy vậy liền nhanh chân chạy ra bếp để dành phần cho mình. Chấp em đó, em có giới tới được ổ bánh không? Tưởng chạy trước là hay hả? Dù sao thì cũng phải đợi anh thôi. Gấu anh bình thản đi qua, xách ổ bánh trên bàn. Qua đây. Anh làm gì kỳ cục vậy? Miếng bánh đó là của em nữa đó, anh trả lại cho em đi. Anh là anh hai, cho nên em phải nghe lời của anh. Em không chịu, em muốn chia phần. Hai anh em không ai chịu nhường ai, liền lao vào quánh nhau giành phần ổ bánh mì. Trời, biết tay nè, em không có chịu thua đâu. Em hay quá ha, anh thì sao? Cuối cùng, hai anh em gấu cũng chịu hòa bình để cùng chia bánh. Anh là người lớn, anh nhớ chia phần cho công bằng đó nha. Biết rồi, em nhiều lời quá. Để coi, bây giờ anh lớn nên phần của anh nó sẽ lớn hơn phần của em. Được không? Anh ăn gian, chia phần lớn hơn hả? Em nói cái gì? Em nhìn thấy anh định chia phần lớn hơn cho mình kìa, em không chịu đâu. Anh gạt em, thả em ra, anh thả em ra đi. Thả em ra, thả em ra, nè. Em không chịu. Anh cũng vậy. Đúng lúc đó, có một chú cáo đi ngang qua. Nè, hai nhóc, làm gì mà ồn ào dữ vậy? Đang giành ăn với nhau hả? Để ta xử cho. Cáo liền chia đôi ổ bánh mì ra. Ủa? Phần to, phần nhỏ kìa, không cân bằng. Em đề nghị chia lại, em không chịu đâu. Đúng rồi, vậy ăn sao được? Ồ, xin lỗi nha, ta lỡ tay. Để ta chia lại cho hai nhóc nha. Coi nè, cắt phần này đi là được hai miếng bằng nhau rồi đó, thấy chưa? Không được, vẫn chưa bằng nhau. Cáo kỳ cục quá à. Vậy hả? Ta sẽ chia lại cho. Bình tĩnh đi nào. Chưa được. Nè, vậy được chưa? Chứ vậy không công bằng. Nè, vậy đó, được chưa? Cáo lần lượt chia lần này đến lần khác, cho tới khi ổ bánh còn chút xíu. Lúc này cáo mới xoa bụng no tròn của mình và nói: Bây giờ thì chắc chắn là hai phần đã bằng nhau rồi nhé. Chúc hai nhóc ngon miệng, ta đi đây. Chỉ vì tham ăn, không ai chịu nhường ai, nên hai anh em đã bị đói và bị cáo ta gạt mất ổ bánh mì ngon lành mà để phần cho. Các bạn đừng tham ăn giống gấu nha.